Team số 11 đang có một giao tranh, đang có một giao tranh với team WAG. Khó rồi, tôi thấy bắn rất ghê, đó là Shadow HP. Anh ta né qua bên này một cái cây, bắn một người, né qua bên kia bắn Mr. Sĩ. Nhưng anh ta cũng đang bị hạ gục. Đây là NPC, NPC phát hiện ra vị trí của sói có ống ngắm nhiệt. Thế này thì không có gì khó để phân biệt đối phương ra khỏi môi trường. Shadow HP anh ta vẫn đang phải bò lê dưới đất, đặt ra một tường băng từ những thành viên của WAG để có thể cứu được Shadow HP. Đây là Waxi, Si anh ta đang cố gắng sấy phía đối phương, vừa rồi là một pha sấy nhầm. Anh ta cầm trong tay MP40 sau đó thì sấy. Nhưng mà bây giờ thì anh ta đã đổi qua súng khác rồi. Vừa rồi là một pha kéo bóng rất tốt thành viên của WAG vào vị trí của sói K. Là đây là một trong những cái pha thi đấu thể hiện sự vượt trội của WAG. Họ bo lại team số 11 từ rất nhiều phía. Lúc này thì ở phía dưới chúng ta còn có một thành viên của team số 6 nữa đang đứng chờ, có lẽ là đang nín thở chờ xem cái giao tranh nào nhìn như thế nào. Đó là CTZ lúc trở lại với diễn biến của pha giao tranh thì liên tục là những sát thương được đến từ team WAG. Vừa rồi thì NPC anh ta bị trúng một viên đạn vào lưng và mất đi cho mình 1/3 lượng máu. Shadow HP quyết định là sẽ đổi một góc, họ quyết định là sẽ lui vào phía bên trong vòng trắng để không kéo dài cái pha giao tranh này quá nhiều để làm cái gì. Như vậy đây là một trong những cái chiến thuật thi đấu cực kỳ hay của WAG, khi đã gạt dò được ít nhất 1-2. Nói rồi, cái khẩu phá mát vũ trụ này nó cực kỳ ghê luôn, sát thương của nó rất lớn. Trong lúc đó Shadow P đã hàng được thêm một người nữa. NPC liên tục sấy sát thương về phía của đội số 8. Lúc này sẽ chỉ còn lại hai đội thôi. Như vậy là Shadow HP anh ta cũng hạ gục gà chùm luôn. Vẫn là một phán thi đấu cực kỳ xuất sắc mà các đội mới chỉ bắn nổ đi những cái bình xăng để tránh những sát thương phải chịu không cần thiết. Team số 7 bao gồm ADC Tuấn, Sói Xám, Muối Tiêu 1 và Pu, họ đang phải hồi lại máu, hồi lại đi những cái lượng điểm máu của mình đã mất. Có lẽ là khi mà mới nhảy xuống thì họ đã có một pha giao tranh nhất định đây. Pu anh ta quyết định sẽ mạo hiểm, sẽ là người đầu tiên tiến về phía cái khu nhà kho nhỏ. Theo tôi thì anh ta không nên cố gắng bắn ở trong pha này làm gì, nhưng mà vẫn sẽ quyết định là sẽ có một giao tranh chăng. Pu vẫn đang rình rập và các thành viên của team số 7 vừa có một pha bật ống ngắm lên để tìm kiếm đối phương đến từ Pu. Như vậy là đã có một pha cướp cò, Pu đã cướp cò rồi. Anh ta bắn, có lẽ bắn là để dụ đối phương ra chăng. Một pha xử lý cực kỳ khó hiểu đến từ Pu. Anh ta chưa hề nhìn thấy bất kỳ một đối phương nào, tại vì tôi thấy là Shadow HP, NPC, đây là Dark, anh ta đang học phép vô hình đây. Đó, người vô hình của Minh Hằng, anh ta đang mặc cái bộ đồ tôi cũng không rõ đấy là bộ đồ gì nữa. Tuy nhiên anh ta đang đóng cái vai tàng hình, nấp ở giữa hai cái thùng để có thể tránh đi cái tầm nhìn đến từ phía đối phương. Và liệu là điều này có giúp cho anh ta trở nên vô hình trước mắt đối thủ không? Đây là Shing, anh ta phát hiện là Muối Tiêu 1. Như vậy là đã có một pha sấy. MP5 là khẩu tiểu liên có cái độ chính xác rất cao và tốc độ bắn cũng rất tốt. Lại liên tục bắn và kéo đi được một rất nhiều máu của ADC Tuấn, tiếp tục bắn về phía ADC Tuấn. Như vậy là Sói Xám anh ta bị hạ gục và toàn bộ các thành viên của team WG họ đã bị hạ gục ở trong ván đấu này. Và một pha clear có vẻ như rất dễ dàng để theo WG. Team số 7 họ di chuyển khá là ngáo, họ không hề có một cái sự phòng bị gì. Toàn bộ các thành viên họ tập trung và tập trung ở ngay trước cái họng súng của WG. Đây là WG NPC, anh này thì cũng đã có một vài lần vào phòng livestream của Rigaki Gaming chơi rồi và thể hiện pha double kill. Trong tay anh ta lúc này là đây là Shadow HP và trong tay anh ta lúc này là Groza. Như vậy là team WG họ đang có những cái cơ sở chắc chắn để đi tiếp vào trong vòng đấu tiếp theo của giải đấu đấu trường sinh tồn. Trong bàn đấu đầu tiên họ đã có một vị trí rất cao và tương tự trong bàn đấu này rất ghê, đó là WG. Như vậy là Shi anh ta vừa có pha ở gục, đồ đạc thì ngon lành rồi, giáp trụ thì đầy đủ, lấy gì ra mà đỡ được WG đây. NPC anh ta lại tiếp tục có pha ở gục và trong tay anh ta lúc này đang một khẩu Ska cực kỳ mạnh. Và anh ta đang có những pha liên tục sấy, cảm giác như là đối WAG họ cứ nâng súng lên họ bắn là sẽ có mạng gục. WTAG Dark anh ta lại vừa có thêm pha gục tiếp theo, quá ghê đi. Mũ 3, giáp 4 với đồ đạc như thế này. Như vậy là Zero Nine cũng đã bị hạ gục đến từ WG Shadow P rồi. Ai có thể cản lại được cái phong độ quá hủy diệt của WG lúc này đây? Chỉ còn lại hai đội, đó là team số 6, đó là team số 6, team Ocean và team WG. Hàng loạt những game thủ đã bị chết ở ngoài vòng. Còn diễn biến của ván đấu cuối cùng này nó giống như là một cuộc dạo chơi. Bản thân Shadow HP anh ta giết là tới 4 mạng, lia xuống phía cái tháp canh. Và liệu anh ta đã nhìn thấy được WG, đã nhìn thấy là Ocean rùa chưa?
vẫn đang là những pha di chuyển. WAG họ quyết định là chọn một cái mỏm nơi mà cái điểm nấp của họ khá là khuất. Ở dưới thì Top Free Fire Anh Quân và Tự Lập họ cũng đang cầm trong tay MP40 và FAMAS, vừa có thể tấn công xa vừa có thể tấn công gần, nhưng đỡ thế nào được. Tôi thấy đồ là họ quá ghê, đã phát hiện ra Ocean rùa trên tháp và Shadow HP, anh ta liên tục có hai pha sấy bằng Rosa kéo đi được một nửa lượng máu của Ocean rùa. Quá đau đi, quá đau đi. Một pha ném lựu đạn, hai quả lựu đạn ném xuống. Bây giờ thì nhà không thiếu gì ngoài lựu đạn luôn, nhà không chả có gì có ngoài lựu đạn nữa rồi. Đây là anh quân anh ta chạy lên, nhưng một đánh ba liên tục, và pha luồn lách ở giữa tường băng để né sát thương của Shadow HP và những người đồng đội mình. Lúc này NPC anh ta cũng còn khá ít máu. Quân thò lên và ngay lập tức anh ta bị hạ gục ngay. Shadow HP đã có thêm hạ gục 5 mạng hạ gục được trong ván đấu này. WC anh ta giết Ocean rùa và còn lại một mình Tự Lập. Thôi quả này thì Tự Lập cũng đến giờ phải Tự Lập rồi, còn một mình thì đỡ làm sao đây. Như vậy là Tự Lập cũng đã phải lên bảng ngay tức ở thời điểm này. AFK cùng với cả WAG đang chào đón xa, không biết rằng đang có một người đang vòng ra sau lưng anh ta, và đó là Shadow với một tình huống móc cực kỳ hay. Và Diễm cũng đã gục rồi, cô nàng của tôi. Và AFK đang đối mặt với cả WAG, còn lại một mình Dark và Jumpy đang cố gắng bỏ chạy, nhưng Dark sẽ không cho phép điều đó. Đang phải nằm xuống, các bạn nhìn WG đã công lên trời rồi. Và sao những tình huống công bằng hết cực kỳ hoàn hảo tới tất cả đại viên của WG. Những thủ hữu và những sát thủ đang có cho mình một thủ hữu bắn thẳng ở vị trí WG. NPC ở ngay phía dưới cầm cho mình thủ hữu chúng phóng lựu. Và một người của WG đã phải nằm xuống dưới ngọn súng của BB rồi. Đây là NPC, khu vực cực kỳ rộng lớn, sang AS đã bị vòng bo đốt. Và có lẽ anh ta chủ động để nó vòng bo đốt để không cho đối phương. Đây sẽ là tình huống lấy 3 đánh 2 và Đà Nẵng Dragon Nation đã phải nằm xuống rồi. Đây là thành viên duy nhất còn lại và Trương đẹp ra. Là WG lần này thì họ công thẳng vào luôn, họ không còn cái gì mà phải sợ hãi nữa. Lúc này thì họ đang lao thẳng đến và sẽ có một pha tấn công thẳng ở vị trí đó là Phát Kiem đã bị hạ gục. Shadow HP đánh đang đặt ra tường băng rất nhanh. Cầm MP40 có một pha sấy quá tuyệt vời, đó là NPC đã có một chút lợi thế khi căn nhà của họ là căn nhà 2 tầng và cái việc mà họ có thể lui ra để có thể bắn đối phương là hoàn toàn hợp lý. Đang nhắm vào nhưng mà đối phương không sao được nên là rất là khó để có thể mà bắn trúng được đá. Nhưng tôi nghĩ rằng là WG họ vẫn sẽ có lợi thế ở trong pha này, bởi vì vòng bo lúc này đang ép vào phía của team Man nhiều hơn, rất nhiều quả lựu đạn. Man phải chạy đúng rồi, họ chạy thẳng vào trong vòng súng của WG. Có một pha hỗn chiến ở đây đang bắn mặt rất tốt và WG NPC anh ta bị ngã xuống dưới. Anh ta chủ động nhảy xuống dưới để có thể. Và như vậy đang ở đâu? Họ đang ở phía dưới của vực quảng trường này. Và với cái hướng di chuyển này, WAG cũng như là ProA họ đang là những người chiếm được cái thế thượng phong khi họ liên tục sấy vào những vị trí bắt. Nhưng ProA có được ngay lập tức ăn một quả M79. Đây là ProA PDT đang làm gì đây? Ném nhẹ sang quả lựu đạn. Và tiếp tục ở những vụ nổ xảy ra trên màn hình của chúng ta. Sử dụng M79 rất tốt đến từ các đội tuyển để có thể lấy được những cái thế thượng phong. Nhưng có vẻ như WAG mới là những cái người mà không để ý ở đây. Và WAG bắt đầu công vào NPC, anh ta bắn vào đạt 3 số 5 và đạt 3 số 5 đã phải nằm rồi. Phía bên kia cũng có người nằm xuống. Ray đang mất dần đi những cái thành viên của họ. Phía bên này thì đó là cả hai đội cùng chọc vào khiến cho Ray đã tưởng như là đứng đầu nhưng không được rồi. Bảo Ly là người đứng ngoài bo, bánh ta đang bị bo đốt dần ra. Không hiểu một lý do vì hai đội này luôn nhảy ở gần nhau. Có lẽ là khi mà họ tập luyện cái lối chơi cũng như là cái chiến thuật của họ cho từng màn đấu nó khá là tương đồng. Và chuẩn bị sẽ có một pha đọ súng giữa WGC cũng như là đồng đội mình. Và đã nhìn thấy PDT, tên PDT sấy ở vị trí của PDT. Sấy rất khắc, không thể hạ gục được PDT. Có lẽ PDT đã có giáp rồi, khiến cho pha sấy của C vừa rồi không thể bắn gục được người chơi giữa Broly. Lúc này các thành viên Broly bắt đầu co lại, có thể một pha phòng thủ. Shadow HP lao ra, PDT đã bị bắn gục. Nhưng Si cũng đã bị bắn gục đến từ vị trí của béo KR và đạt 3 số. Anh ta có trong người súng không phải dạng vừa đâu. Shadowpi chạy ra đặt ra một tường băng để cứu lấy người đồng đội của mình. Si đã được cứu. Dark và NPC họ đang làm gì? Họ đã giết được Proy Bell rồi. Và Proy Bell lúc này anh ta đang ở đâu? Anh ta đang bị tách biệt so với người đồng đội của mình. PDT cũng đang phải nấp sau cái tường băng để có thể hồi phục máu. Một pha giao tranh từ rất sớm giữa hai đội tuyển đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Và bây giờ ProA đạt 3 số phải chạy lui xuống khu vực dưới nhà dưới, bởi vì anh ta biết rằng nếu đứng trên đồi giao tranh chắc chắn đội tuyển mình sẽ không có quá nhiều lợi thế. Và đặc biệt là khi đã bị loại bỏ hai thành viên, đó là hai thành viên của bên phía ProA. WAG đã có một màn tấn công tốt. ProA tưởng rằng đã có một cái pha bọc lót khi mà họ cử hai thành viên chạy ra trước, là hai thành viên đứng ở bên phía bên đồi kia để tấn công vào.
WAG thì ổn hơn bởi vì họ có đến 4 thành viên đang đứng cạnh nhau. Việc chiếm lấy và tiêu diệt 2 thành viên đi để nó hoàn toàn là dễ dàng. Thôi, hỏa lực là cực kỳ nhiều. Bell đang phải chạy giữa gần khu vực biển và NPC bắn thẳng xuống chỗ của Bell. Nhưng NPC thò đầu ra một cái là cái khả năng anh ta bị headshot sẽ cực kỳ cao. Mặc dù đã có mũ 2 ở trên đầu rồi nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra trong cái trường hợp này. Và WAG Shadow HP tiến đến và hỗ trợ người đồng đội của mình. Chỉ là một thành viên đạt 3 số 5 mà thôi. Và đạt đang rất khó thở ở khu vực này. Đạt chắc chắn sẽ phải nằm với cổng MP40 ở đây. Phía bên này là Bell đang cố gắng bắn lên vị trí của NPC. Nhưng đây tôi nghĩ rằng không phải một trường hợp lựa chọn quá tốt. Bell hoàn toàn có thể chạy đi và anh ta né lượng sát thương, cố gắng giữ tốt cho thành viên của mình. Thì không được rồi, Proy là team đầu tiên bị loại khỏi ván thi đấu. Một cái tát chí mạng vào tham vọng của Proy ở trong ván đầu tiên là cống hiến, tức là mọi thứ dồn hết vào cho Phan Game. Vâng, và liệu là Phan Game mà đấu này họ có anh ta có cải thiện được vị trí 1-8 trên bảng xếp hạng hay không? Đây là WAG vẫn bảo toàn được toàn bộ thành viên của mình, đang có một điểm nấp rất tốt. Đây là 1-8 bụi đang đơn lẻ trên cầu, vị trí của anh ta rất lộ, cực kỳ lộ luôn. Anh ta đứng gọi là can lồ lộ ở trên cầu luôn, và đứng ở vị trí đấy mà không bị bắn thì mới là lạ. Phan Game đang cố gắng đặt ra tường băng để tới, nhưng Phan Game cũng sẽ bị bắn chết nếu như Phan Game cố gắng cứu bụi. Tôi tin là như vậy, đang cố gắng cứu bụi nhưng mà cái vị trí của họ rất xấu ở thời điểm này. Anh cũng biết là chơi những game sinh tồn và những cam cầu thì nó xấu đến mức nào rồi đấy. Nhưng mà WAG anh họ đang bị hai bên cùng ép vào, tức là bên phía bên kia cầu 108 thì đang đẩy lên, còn 75H thì đang đẩy vào phía của WAG. Điều đó khiến WAG phải chia hai người ra. Nhưng không họ, vấn đề gì, không vấn đề gì cả. Một người có thể cân hai cân ba cơ mà. WAG là một người có thể cân được nhiều người. Nhưng mà quan trọng là những cái tảng bê tông mà nơi WAG đang đốc nó cực kỳ khỏe. Nó che rất tốt. Nó cover rất tốt của WAG. Trong khi thực ra thì team BTT với những thành viên như thợ săn, cái điểm nấp của họ mới là cái điểm nấp chống trải. Và anh có thể thấy WAG họ bắn hết đội này, họ bắn sang đội khác. Cái điểm nấp của họ đó là một cái thể hiện cái kinh nghiệm cũng như là kỹ năng chọn vị trí. Và WAG, tôi nghĩ rằng cái khả năng top 1 của họ trong cái ván thi đấu lần này với 3 đội là hoàn toàn cao đi. Nhưng vừa rồi thì Shin đã bị knock, nhưng Shin có thêm cả Shadow HP đứng bên cạnh nữa. Phan Kem quan trọng là vẫn còn sống, bên phía bên kia 75H cũng thế. Nhưng WAG có quá nhiều người bị knock và có vẻ như 108 Phan Kem anh ta muốn một lần nữa gánh đội tuyển của mình qua cơn bỉ ngạn này và để xem. Và bên phía Phan Kem hạ gục thêm rất nhiều người. WAG Dark đã hạ gục thêm được 2 người. Bây nữa giờ là cuộc chiến của Phan Kem với Dark và NPC. Phan Kem vẫn đang bắn ôi, Phan Kem bắn hay quá. Vâng, anh ta bắn rất tốt và đã kéo được rất nhiều máu NPC. NPC chưa chết, đang được kéo máu của Dark mà cực kỳ hay, đó là Phan Kem. Liệu Phan Kem có đưa được 108 lên đỉnh ở trong bàn đấu này hay không? Đây là một pha chiến đấu 1-2 và hai thành viên WAG họ đã chạy xuống phía dưới cây cầu rồi. Phan Kem lúc này có 5 mạng hạ gục nhưng không có giáp. Phan Kem đã bị bay mất giáp ở trong pha chiến đấu vừa rồi. Chỉ có mũ 3 và 4 bình máu còn lại thôi, nhưng bên phía của WAG họ có Groza trong tay của NPC và Dark y hệt như vậy. Nhưng đây là pha mà Phan Kem đang hơi bất lợi một chút bởi vì anh ta không thể di chuyển ra ngoài được, trong khi WAG sẽ ngắm lên khu vực trên cầu. Phan Kem xong rồi, Phan Kem sẽ bị vòng lố chết. Quá buồn cho Phan Kem. Vừa hạ gục thêm được một người, nhưng WAG nói rằng chúng tôi sẽ đứng đầu. Tại vì cái vòng bo ủng hộ cho WAG, họ vẫn có thể chạy qua và chạy xuống phía dưới được. Như vậy là rất tiếc cho 108 khi mà cái sự trỗi dậy của họ nó trở nên quá muộn màng. Trong khi WAG, anh có thể thấy bản lĩnh của họ. Họ đứng ở giữa những cái thùng bê tông, một bên hai người cam cầu, hai người bắn về phía team BTT và Fort Hood. Cân hết làm 1 cân đôi, tính ra thì mỗi người của WAG cân được 2 người đến từ 3 team còn lại. Như vậy là vừa rồi là 1-3-1 đấu với 3, một team đấu với 3 team. Và thực sự thì cái ngôi vị số 1 sau cái chung kết lượt đi quá là xứng đáng cho WAG.